cao toàn ơi, thời của Thiên An đã chúc cả đẹp qua đầu năm, tức là chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe nha, trong sự nghiệp và trong học tập cố gắng phấn đấu thành đạt luôn nha. Cảm ơn bác nha. Rồi cảm ơn bác Thu Hoàng nữa nha. Vậy tay cho chào chào bác Thu Hoàng lên được đâu. Đây Phó Kênh Đằng Luân này, rồi là gì các diễn viên này, Phan Đức này, Hoàng Thơ này, Hoàng Lương này, Đằng Thảo này, Hoàng Công này, có xem cái cuộc giao lưu của bác Thu Hoàng không? Nếu xem thì vỗ tay đăng ký ngay nha, chia sẻ và tất cả mọi người và các bạn nha. Thu Hoàng chào tất cả mọi người và các bạn nha. Mọi người ơi, đây là hôm nay là chính xác là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 đi mọi người các bạn. Còn ngày mùng 3 hôm qua thì Thu Hoàng á lì bận cái việc đi quay video ở dưới nhà Phó Kênh Đằng Luân á, là vì ở đầu xuân, tức là đầu xuân mà anh em YouTube không biết nói gì với mọi người và các bạn, cho nên hôm qua là anh em Thu Hoàng tức là Phó Kênh Đằng Luân đã tâm sự với mọi người và các bạn xem một đoạn video đầu xuân. Cái ý mong muốn của anh em Thu Hoàng là mong mọi người và các bạn đoán xem một cái đoạn video tức là cùng tâm cỡ khoảng dài cỡ khoảng 8 phút cho mọi người các bạn. Vì đầu xuân anh em YouTube rồi là thông cảm, mời mọi người và các bạn đón xem video của ngày mùng 3 nha. Còn hôm nay này Thu Hoàng lại có mặt ở chùa Cổ Am. Hôm nay là các diễn viên này được Phó Kênh Đằng Luân của kênh của bác Thu Hoàng, thì hôm nay có một cái lý do việc riêng, còn chiều thì chắc chắn là đông đủ hơn. Sáng hôm nay là Thu Hoàng lên lấy một đoạn video mở đầu mà. Hôm nay thì ba chị này đã xuất hiện ở trong kênh YouTube của bác Thu Hoàng để làm cái kỷ niệm nhá. Đây cho bác hỏi chị ra. Đầu tiên là hỏi chị đây trước tiên. Thế ba, hai chị và cháu đây quê ở đâu ạ? Chị nói trước ạ. Em ở Quy Châu. Ở Quy Châu à? Dạ. Thế từ ở Quy Châu tới cấp 4 và tới đến giờ á, là các bạn này là du khách ở Quy Châu xuất hiện ở trên kênh YouTube của bác Thu Hoàng để làm cái kỷ niệm hình ảnh của mình rất nhiều cái đó. Dạ. Thấy chị cũng ở Quy Châu, chị tên là gì chị? Quảng Ninh ạ. Ở Quảng Ninh à? Dạ. Hay là làm việc ở Quảng Ninh, bây giờ về về quê hương. Tức là về quê hương ở Quy Châu đó hay? Quê hương ở Diên Quảng đấy. Diên Quảng à? Cái Diên Quảng thì gần rồi, tức là cháu đi đạp xe đạp lên đây. Thế à?
đây đây, ở Dinh Quang là quê nội hay là quê ngoài đấy? Quê ngoài à? Quê ngoài. Cháu thấy chồng ở ngoài Quảng Ninh. À thế à? Thế thế con cháu đấy thì học đến lớp mấy rồi, học kiểu cái con không để lấy cái hình ảnh làm kỷ niệm mà sáu mươi nghìn sáu được khoảng 5-7 năm rồi mới thấy giá thì chị ơi. Đây thế rồi, Dinh Lộc học xong rồi chưa, con đi làm chưa? À thế là ở Dinh Lộc thì là cùng đây là của gần xóm Phúc Nhàn đúng không cháu? À Phúc Nhàn thì ngày xưa là bác có bạn bè rất đông, có cái cô Thanh Nga này mà em của anh Hồi á là bố của Thanh Nga là tên là ông cha mà đi dạy đấy, ông người cháu thì có lẽ cũng biết. À, nhưng mà vậy anh đi đấy anh đi này. Cho nên là ở quê ở Trần Châu mình hơn là ở Dình Lộc thì quá tuyệt vời rồi. Thôi nha, cái này này, đâu nó mới vì à, bà cũng muốn kéo dài một đoạn video của ba người đây. Thế có ba cháu để làm cái kỷ niệm lâu dài. Cho nên là đến khi mà chị này rồi cháu mà mở YouTube mà thấy cái video của mình á, thì cảm thấy chi dài thì cũng thấy hay hay. Đây, cho nên là gì dài cho con mình lượt qua một cái như kiểu là phía mảnh khác thì mình lại không nhận ra phải không? Tức là kéo gì dài tí. Cho nên là ở nhờ Dình Châu mình mà Dình Lộc thì quá tuyệt vời. Này, có lẽ là một năm có những cái ngày lề lớn ở chùa của em đấy, chắc chắn là cháu sẽ có tham gia, một nữa là cầu an, hơn nữa là du khách ở chùa đấy để làm cái kỷ niệm cháu ơi. Thế cháu đi, hiện nay là cháu đi làm công việc kia ở đâu cháu? Cháu làm thiết kế đồ hòa. Thiết kế đồ hòa. Thế cháu làm ở Vĩnh là làm ở đâu? À, trước cháu đi học thiết kế đồ hòa ạ. Thôi thế này, một lần nữa nha. Tức là thay mặt nhóm YouTube hồi cựu chiến binh của bác Tung Hoàng, chúc tất cả mọi người đây này nha. Sáng năm cầu an sức khỏe nha. Ở đây, đây một lần nữa. Hơn là cái này cháu này. Vâng, khi mà cháu mà xem cái video đầu tiên ở chùa Quán đây này là rất dài, nhưng mà cái hình ảnh của ta đây chắc chắn là đầu tiên. Là bây giờ bác cứ mới lên đây. Nhưng mà các bạn ơi, nếu mà các bạn xem các cái video ở chùa Quán là phải đến dưới một tiếng thì lần đầu á thì các bạn đừng có tới. Lần thứ hai mà mình để xem cái hình ảnh của mình để là đâu rồi thì lần thứ hai mình cứ tới để nói để mà xem phải làm kỷ niệm. Chứ lần đầu mà tới cái là không thấy rồi, cuối cùng là rất nhiều comment, rất nhiều bình luận là nói tàn rằng mà hôm đó bác Tung Hoàng với anh em Tung Hoàng quay mà là không thấy hình của mình, là vì chỉ nhích một tí ra nó đã mất tí mấy phút rồi. Cho nên là thế này, cùng là sáng ngày 4 tháng 2 năm 2024 thì bây giờ là Tung Hoàng đã có mặt ở chùa Cổ Ám để quay những cái cảnh đẹp ở chùa Cổ Ám quê hương Tung Hoàng để mời mọi người và các bạn đón xem. Và bây giờ thế này, một lần cuối, tất cả lần này thì Tung Hoàng chúc chị này rồi là tất cả ái chị và một cháu đầu năm là cầu an sức khỏe, vạn sự như ý muốn, nhất là cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành công chị nha. Rồi nha các chị nha. Rồi chúc cháu nha. Rồi nha. Thôi rồi bác rồi bác chào nha. Rồi các bạn ơi, rửa là Tung Hoàng mới gặp ba chị đi cầu an, đi chùa để mong cầu an cho sức khỏe bản thân và gia đình. Thì các chị đã lên ở trên ở cái điểm ở trên cái tường ba mặt rồi. Thì bây giờ Tung Hoàng sẽ ngồi tâm sự, sẽ đứng tâm sự với mọi người các bạn nha. Các bạn ạ, bây giờ Tung Hoàng đi quay video để mời mọi người và các bạn đón xem các cái chương trình video của Tung Hoàng
thì thực sự á là nhiều bạn mà hiểu thì cũng không cả thì cũng biết Thu Hoàng rồi, mà theo dõi kênh của YouTube, kênh YouTube của Thu Hoàng thì chắc chắn mọi người đều hiểu là về Thu Hoàng lúc đi quay video á thì Thu Hoàng phải mặc bộ quần áo cựu chiến binh này là vì lý do thế nào. Thu Hoàng đã tham gia quân đội, hơn nữa thì về lập một cái kênh YouTube thì được Google và YouTube đã chấp nhận là cái kênh hồi cựu chiến binh, nên tất cả anh em và Thu Hoàng khi đi quay video sẽ mặc cái đồ này các bạn nha, mặc cái đồ cựu chiến binh là người lính đấy. Cho nên mong mọi người và các bạn, những bạn nào mà chưa hiểu thì cũng là thông cảm cho Thu Hoàng nha. Còn hôm nay Thu Hoàng á thì đi quay cái cảnh của buổi sáng ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 đây các bạn này. Bây giờ ở trên vai của Thu Hoàng á là một chiếc ba lô đây các bạn, đây một chiếc ba lô là cái kỷ niệm của đời lính Thu Hoàng này. Là bây giờ các bạn thấy không này, đây tức là cái ba lô này này, ở trong là đồ lề nhưng mà chủ yếu là máy quay này, rồi là còn khi nào mà Thu Hoàng thì quay những cái điểm khác á, những cái nội dung gì, ví dụ như là thử thách này, hoặc trải nghiệm này, hoặc là ăn ở một đêm, thì Thu Hoàng mới bắt đầu là dùng cái chiếc ba lô này để mà bỏ chăn màn hoặc là cái đồ ăn ngủ để mà quay video cho mọi người các bạn có xem. Nhưng mà hiện nay thì Thu Hoàng thì quay, nhưng mà ở trong cái bộ lô của Thu Hoàng á là hiện nay là Thu Hoàng dùng để đựng kia, để bỏ kia các cái gian máy quay của Thu Hoàng đấy các bạn này. Đây Thu Hoàng cũng nói mọi người các bạn này, đây là một cái máy quay Panasonic này, cái này là cùng nguyên bản Nhật mà trước đây cũng 10 năm rồi. Thì Thu Hoàng để dùng cái này để đi quay các cái hình ảnh như đám cưới này, rồi các cái lễ này là Thu Hoàng dùng cái này nhá. Còn cái này thì đúng là quay vào trong thẻ thì nó cũng chẳng mất ra tiền nhá, cái hình ảnh của nó cũng rất sống, rất đẹp. Đây là cái máy Panasonic này. Còn đây là cái máy chụp ảnh cho các bạn này. Cái máy này là cái máy Canon chụp ảnh cũng của Nhật đấy các bạn này. Này Thu Hoàng sẽ đưa ra để cho các bạn thấy là những cái phương tiện để Thu Hoàng quay video cho mọi người và các bạn nha. Đây, để các bạn thấy cái máy Canon không? Đây, rồi là một cái máy nữa là cái máy, cái này là cùng cái máy Sony HD này, cái này là cùng nguyên bản là của Nhật chứ các bạn này. Này Sony HD này, này cái này là Thu Hoàng hồi mua cách đây 5 năm về trước là Thu Hoàng mua 14 triệu rưỡi đấy các bạn. Này 14 triệu rưỡi rồi là về rồi là mua thêm một hòn pin nữa là cũng 500 nữa là cho 15 triệu đấy các bạn này. Còn đây một cái nữa, đây là cái đèn chiếu các bạn này, đèn chiếu mà lúc đi quay ban đêm hoặc là ánh sáng mà thiếu thì Thu Hoàng thì đưa cái này để mà chiếu, để mà cho rõ nét, để mời mọi người rõ nét của cái video để cho mời mọi người các bạn quan xem nha. Còn đây các bạn này, đây là cái cục nạp pin của điện thoại này. Đây, đây các bạn này, đây là cái cục nạp pin của điện thoại này. Đây, các bạn thấy không? Đây là cái cục nạp pin, tức là lúc nào mà đi quay nhiều, rồi quay xa là Thu Hoàng phải mang cái này. Nhưng mà hiện tại là Thu Hoàng hôm nay là quay ở chùa Cổ Am thì cũng không xa lắm, nhưng mà Thu Hoàng vẫn phải đưa để dự phòng khi mà điện thoại mà lúc đi mà nạp ít pin á thì Thu Hoàng phải chờ cua pin để mà quay cho đủ dung lượng video mời mọi người và các bạn đón xem. Đấy tức là cái dụng cụ để quay phim cho mọi người và các bạn. Còn Thu Hoàng đứng quay đây á thì một cái điện thoại cũng không được rõ nét lắm, nhưng mà sắp tới đây thì Thu Hoàng
cũng là cái trao đổi cái chị em ở trong kênh YouTube á, là phải sắm một số điện thoại mới mà hình ảnh đẹp hơn để quay các cái video ở các cái điểm chẳng hạn như là chùa này, rồi đền này, rồi đầu năm hoặc là các ngày lễ á, là quay cho các bạn xem để nó rõ nét hơn. Hơn nữa là các cái kịch bản của các cái diễn viên đưa ra để quay mời mọi người và các bạn xem sau những buổi lao động và học tập mệt mỏi. Vì thực sự là anh em YouTube của Trung Hoàng là cũng bàn luận rất kỳ, là vì chủ yếu là bây giờ là cần những tiếng cười của mọi người các bạn. Cho nên hôm nay Trung Hoàng đi một mình để quay cái cảnh buổi sáng ở chùa Quán Âm, mời mọi người và các bạn đón xem. Nhưng mà thực sự là Trung Hoàng cũng chẳng bảo với ai cả, còn là chiều thì chắc chắn lắm có kênh đăng luôn sẽ đi quay với Trung Hoàng mọi người các bạn nha. Còn một cái việc rất hay mà chắc chắn các bạn sẽ thích, thì cái sự việc này và cái sự kiện mà Trung Hoàng sắp tới, thì cái việc mà Trung Hoàng sắp tới sẽ mời mọi người và các bạn có xem, thì Trung Hoàng sẽ để cuối video nha. Cuối video rồi là các bạn xem cái việc rất hay, rồi một cái hình ảnh rất tốt để mời mọi người và các bạn đón xem sau cuối video mọi người các bạn nha. Còn các bạn ơi, đây này, tức là cái cửa hàng này là cửa hàng của Duyên Bảy đây này. Thường thường là dân đi cầu án này, đi vào chùa Quán Âm để thăm các cái cảnh nếu mùa nắng á, là hiền à. Thì nếu mà mùa nắng thì coi như là cái cửa hàng này mở để phục vụ giải khát cho khách đi cầu án hoặc đi tham quan ở chùa này. À hiền này, này hiền. Sáng mai thay mặt nhóm YouTube bác Trung Hoàng bắt cái cháu cái nha. Đây là cháu Hiền các bạn này. Cháu Hiền là cùng quê hơn, là cháu Hiền là một cái điểm để mà giữ rồi bảo vệ xe cho các bạn đi cầu án ở ngoài kia đường thế này. Nếu như mà các bạn mà khi mà đi cầu án á mà cần gửi xe thì các bạn nhìn cái hình ảnh của cháu Hiền đấy rồi vào mà gửi xe nha. Vì cháu là cũng là rất hoàn cảnh, nhưng mà khi cháu đi gửi xe giữ xe cho tất cả các du khách thì cũng giá cả phải chẳng thôi, cũng bao giờ là cao hơn ở các cái điểm khác để mà giúp người dân này, giúp du khách đi cầu án nha. Thôi nha, thay mặt nhóm YouTube nhóm YouTube bác chúc cháu mạnh khỏe nha, rồi sáng năm rồi cuộc sống gặp nhiều may mắn nha. Đây, Hiền thấy cái hình ảnh của Hiền của tuyệt vời không? Thôi các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng thế này các bạn này, các cái cảnh ở chùa Quán Âm thì cảnh nào Trung Hoàng cũng thích, nhưng mà đoạn quan trọng nhất là bây giờ thế này, Trung Hoàng sẽ để cái ba lô vì máy quay của Trung Hoàng là ở trên ở cái xe máy của Trung Hoàng, để Trung Hoàng vào quay thêm một số cảnh ở trong chùa, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha.
các bạn ơi, ở trong chùa của anh thì hiện nhanh nhạc rất nhiều, cho nên là đầu năm mới bác chúc bắt tay chúc cháu mạnh khỏe nha. Thấy cháu quê ở đâu? Cháu Yên Kim Thanh ạ. Ở Yên Thanh nha. Đây Kim Thanh à, thế các cháu chắc là học hết rồi hay? Dạ. Thế à, lập gia đình cả rồi. Có thế này, thay mặt nhóm YouTube của bác công an tháng hôm nay là bác đi lấy một vài cái cảnh của buổi sáng ngày 4 tháng 2, nhưng mà là năm 2024 thì bác công an thì gặp hai cháu đã xuất hiện ở trên kênh YouTube của bác công an để làm kỷ niệm nhá. Thôi một lần nữa bác chúc hai cháu mạnh khỏe nhá. Thôi. Đây như cái clip này là các cháu mà xem thì bác về bác dừng phím này, rồi là lần đầu các cháu mà xem thì các cháu đua tới nha, còn lần thứ hai nữa thì mình thì tới đến mình biết cái điểm của mình video ở đâu để mà xem mà làm kỷ niệm thì cháu tới đến đó mà làm nha. Vì các cái clip ở chùa của em là anh em Thu Hoàng là bác dừng phím là phải hơn một tiếng mà cháu chỉ ơi mục đích là mất cái hình ảnh là bác công an đứng về chuyện với hai cháu ấy nha. Vâng, thôi rồi bác chào nha. Rồi nha, rồi nha. Hai bàn bắt đầu vào để thắp hương cầu an ở trong nhà đấy nè hai. Đây các cháu vào đi, các cháu đây các bạn thấy không? Các cái bàn trẻ tức là đây các bàn trẻ là đứng đi vào cầu an đây nha. Ơi, ám quê hương Thu Hoàng hôm nay là nổi nhạc rất nhiều cho nên Thu Hoàng cũng giảm quay nhiều nhá. Đây hai chị tức là quét vệ sinh ở nhà chùa này, làm công đức này. Hai chị quê ở đâu? Nguyên, số 4 Trần Nguyên. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube bác Thu Hoàng chúc hai chị sáng năm mạnh khỏe nha. Làm cái việc nhà chùa quá tuyệt vời rồi. Nha Thu Hoàng là đi quay các cái hình ảnh đẹp người tốt việc tốt để lưu trên kênh YouTube của Thu Hoàng là kênh Hội Cựu Chiến binh nha. Rồi, cho các chị về mở màn nha. Rồi là có đăng ký kênh thì mình nhận video của mình để mình xem nha. Mình giới thiệu video là có cái chữ đăng ký. Sau bấm vào cái chữ đăng ký đó là nó hiện lên một cái chú màu trắng. Thế là chị anh nhấp vào kia chú màu trắng đó là hình hiện lên cái chữ tất cả. Thế bấm cái chữ tất cả là xong. Là bác làm phim cái là coi như là anh thông báo cho mình xem thôi nha. Thôi để chào hai chị nha. Vâng để chào hai chị nha. Đấy, tức là các chị đã đi đến vệ sinh các cái khuôn viên của nhà chùa sáng ngày mùng 4 tháng 2 đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay các điểm khác nha. Nhưng mà mọi người các bạn ơi, bây giờ nhà chùa rất to cho nên Thu Hoàng cũng không dám quá nhiều, vì quá nhiều chắc chắn là sẽ vi phạm bản quyền, nên các bạn và mọi người thông cảm cho Thu Hoàng nha. Bây giờ Thu Hoàng sẽ ra các cái điểm ngoài này để quay một số hình ảnh ở kia. Đây cả các cái cảnh đẹp ở ngoài ở phía chùa của em để mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Đấy, bây giờ các bạn ơi, các anh này rồi các bác ơi, người dân đi cầu an sức khỏe đầu năm để làm thế nào mà mong muốn tức là sức khỏe của gia đình và bản thân thật
thật tốt để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn nha. Đây là cái cảnh chùa của ám ở quê hương Trung Hoàng. Vâng, chào các anh, đây, các bạn đây, các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng xin phép mọi người và các bạn đến bắt tay hai bác đi cầu an sáng nay ha. Các anh ơi, tức là Trung Hoàng là cánh hội cựu chiến binh, cánh YouTube hội cựu chiến binh, tức là quay và lấy những cái hình ảnh người tốt việc tốt để lưu làm kỷ niệm ở trong các cái video của chùa Cổ Am. Thì hôm nay là sáng hôm nay anh ơi, để nó ta đi truyền cái để ta lấy cái hình ảnh ta làm cái kỷ niệm thôi. Là sáng hôm nay là sáng mùng 4 tháng giêng năm 2024, thì đứng trước ống kính quay phim của Trung Hoàng là ba bác cái này. Thì các bác quê ở đâu bác? Đồ Lương à. Thế là ngày hôm kia, ngày hôm qua là các du khách quê ở Đồ Lương này, ở trung tỉnh mình này, rồi là các tỉnh, là bác Trung Hoàng cũng gặp rất anh Trung Hoàng cũng là gặp rất nhiều. Có thêm thế này anh này, cũng là bây giờ cũng là hơn 8 giờ ngày 4 thì mình chịu một đoàn video để làm cái kỷ niệm. Thì biết là các anh lại có một cái hình ảnh ở trong kênh Trung Hoàng để lưu cái hình ảnh lâu dài, rồi là các anh nhá. Thế các chị đây là cùng trong cái đoàn của ta. Chị ơi, cho Trung Hoàng hỏi chị tí nha. Chị là cùng quê ở Đô Lương là đâu chị? Quê ở Đô Lương. Đô Lương. Các anh, các chị, các cái đoàn ở Đô Lương là lên trên kênh YouTube Trung Hoàng ở trên chùa Quán rất nhiều. Hơn một lần nữa thay mặt nhóm YouTube, vì hôm nay là nhóm là bị chiêu mới có mặt, nhưng mà sớm nay là chỉ có một chắc mình, có một chắc Trung Hoàng để đi quay lại cái hình ảnh sáng để mà về mà dàn dựng video cái cảnh gặp ở chùa mà. Thì rất vinh dự là các chị cùng gặp Trung Hoàng này, rồi Trung Hoàng để gặp các chị để lưu những cái hình ảnh của các chị đầu năm mới. Chuyên môn làm thế nào mạnh khỏe hay? Mà con người ta chủ yếu sức khỏe anh này. Sức khỏe nó quan trọng tư tưởng đó các anh. Vâng, nha tôi. Vâng, chào các anh nha. Cái hình ảnh mà ở trên YouTube thì lưu truyền bản đời. Ngày xưa cách đây mấy trăm năm về trước có một khu hoạt động bên Pháp và bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái cánh đó là cái gì được? Được rồi, để tôi sẽ chỉ cho anh, để khi mà làm dàn dựng video xong phải là tự nhiên anh thông báo cho anh xem video mình thôi. Chứ không phải tìm kiếm. Các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay tiếp một số cảnh khác để cho mọi người các bạn đón xem nha. Đấy, các bạn thấy ở chùa Quán, ở quê hương Trung Hoàng này các cái lung kiến mà hơn được cái thời tiết hôm nay quá tuyệt vời nha. Đấy, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay các cái điểm mới hơn, mời mọi người các bạn xem tiếp nha. Đây, các bạn ơi, thế này, bây giờ Trung Hoàng ở trong này là chùa Quán, quê hương Trung Hoàng chào các chị nha. Đây là thay mặt nhóm YouTube của Trung Hoàng. Hôm nay là sáng hôm nay chỉ có một vị Trung Hoàng, còn chiều thì mình đông. Thế các chị đi cầu an đây là quê ở đâu? Đây là Đô Lương. Quê Đô Lương. Thế vừa rồi cũng 3-4 người ở Đô Lương thế này. Thế là các chị đã có mặt ở trên TV, hơn nữa là hình ảnh của các chị đã xuất hiện ở trên kênh YouTube của Trung Hoàng hồi cựu chiến binh rồi đấy nha. Các bác chuyên môn làm phim ở chùa của am, người tốt việc tốt để lưu cái hình ảnh được lâu dài. Nha, thôi một lần nữa, thấy cháu đây đã học hết chưa? Lấy cháu rồi. Thế thế này, bây giờ chị này, bây giờ hôm nay là chị cầu an sức khỏe, sáng mùng 4 tháng giêng, thì bây giờ Trung Hoàng gặp các chị đây là rất vinh dự này. Nhưng mà chị là hôm nay gặp Trung Hoàng hơn là chị cầu an sức khỏe, thì hôm nay chị có cảm nghĩ gì không chị? Chị nói cho Trung Hoàng biết với. Rất là vui này. Con làm đã được đi đem chú Tuấn. Nên là cầu sức khỏe thôi. Đây tức là chị với cháu hình ảnh lâu dài đó thôi nha. Rồi rất cảm ơn tất cả mọi người nha.
Này các bạn ơi, thấy bây giờ cái sáng mùng 4 này, sáng mùng 4 tháng 2 đây mọi người, người đi cầu an sức khỏe đầu năm rất nhiều này. À này, à, các cháu ơi, tức là cháu bác Trung Hoàng hỏi thì hôm nay là các bác hội cựu chiến binh đi quay một đoạn video để mà biết ở cái cảnh chùa của ông sáng mùng 4 thì hôm nay là rất vinh dự là gặp các chị đầu năm mới nha. Thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc tất cả mọi người sang năm mới gặp nhiều may mắn và thành công nha. Cháu ơi, bác bắt tay cháu lại đây. Mọi người thấy cái hình ảnh của mình nè. Sức khỏe nha bạn nha. À đây, tuyệt vời nha. À nha. Hai. Đây các bạn ơi, tức là người đi cầu an này, đầu năm này, mang tiếng đầu năm cho hôm nay cũng là 14 tháng 2 năm 2024 các bạn này. Thay mặt nhóm YouTube Phạm Trung Hoàng nha, chúc cháu tức là sáng năm mới nha, mạnh khỏe nha. Thế cháu gái đó là quê ở đâu? Người Tân Kỳ. Tân Kỳ thì cái tết vừa rồi đấy là cập nhật ở trên TV, các cái video cái cầu an sức khỏe ở trên kênh của bác rất nhiều, vì kênh của các bác là kênh hội cựu chiến binh đây. Thế này này, cho bác hỏi thì cháu tên là gì? Tên Vinh ạ. Cháu tên Vinh, tức là cùng quê ở Tân Kỳ. Dạ không, con ở Vinh ạ. Vinh là cũng rất nhiều. Cháu về cháu xem các cái đoàn ở Vinh mà coi. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube bác chúc cháu sáng năm mới mạnh khỏe nha. Rồi bác cháu nha. Anh ơi, cháu ơi. Đây các bạn này, tức là thắp hương này, rồi có những du khách là đứng bỏ tiền vào hộp công đức để làm cái công đức cho chùa đấy các bạn này. À cháu ơi, cháu bà khỏi thì rất nhiều du khách, mà bây giờ bác đã chứng kiến là cháu thắp hương này, rồi cháu lại đứng nhưng có một tí kinh tế để bỏ trong cái hộp công đức của chùa. Thế là bác rất cảm ơn, mình rất khâm phục cháu nha. Vâng, thôi bác cháu nha. Các bạn ơi, đây bây giờ cũng gần 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 đây này. Bây giờ là du khách đi cầu an rất đông đấy các bạn này. Đây, du khách đi cầu an rất đông. Bây giờ Trung Hoàng sẽ bắt tay một người đi cầu an để chúc sức khỏe nha. Cháu ơi, đây tôi có thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng. Tức là cũng là hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2, bác chúc tất cả mọi người tức là đầu tháng cũng là cái năm mới cầu an sức khỏe nha. Các bác làm YouTube chứ không cần thì nó mới được lưu hình ảnh lâu dài.
các bạn ơi, đây là nhóm YouTube của Thu Hoàng nha. Sáng hôm nay của một mình Thu Hoàng, chiều tất cả các diễn viên đi, nhưng mà hôm nay Thu Hoàng thì lấy một tiết cảnh của buổi sáng ngày 20 ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024. Tất cả đứng trước ống kính quay phim của Thu Hoàng là các anh các chị là quay ở Cà Lo đó thầy. Dạ. Rồi đây. Thôi nha, thay mặt nhóm YouTube bác Thu Hoàng chúc tất cả các cháu rồi anh em đi cầu ăn sức khỏe đầu năm mới mạnh khỏe nha. À các bạn ơi, nếu xem video này, nếu như các bạn muốn nhận thông báo của YouTube để cập nhật cái video mình để làm kỷ niệm thì rất mong các bạn mở YouTube viết cái chữ Thu Hoàng, đăng ký kênh thì chắc chắn là các bạn sẽ được cập nhật video của mình để làm kỷ niệm mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng thì đi quay các cái cảnh về phía bên trong ở phía về phía tây chùa của ông nha, để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Bây giờ nhạc rất nhiều cho nên Thu Hoàng không dám quay kỳ hơn, vì là nếu mà kỳ á thì chắc chắn là cái nhạc này sẽ vào ở trong máy quay của Thu Hoàng sẽ bị vi phạm bản quyền với mọi người các bạn nha, mong mọi người các bạn thông cảm nha. Đấy, bây giờ nội nhạc rất nhiều này nha, cả gắng các chị cố gắng chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm nha. Này chụp ảnh đây nha, có bạc đi qua cái nha. Rồi trời cho chẳng nha, này nhạc vừa quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ nhạc rất nhiều đấy các bạn ạ. Bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay tiếp các cái đoạn khác nữa các bạn nha. Đấy, bây giờ Thu Hoàng đi vào ở trong cái nhà chờ ở chùa Quán này. Đây, tức là bây giờ cũng 10 giờ kém ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 nha. Bây giờ Thu Hoàng sẽ xin chị em đã chụp một bộ ảnh để làm hình ảnh đại diện với cho mời các bạn đón xem cái hình ảnh nha. Quay video nha, các chị ấy là quê ở đường lưỡng nào phải không ơi? Rồi con bấm để nguyên vị chỗ bấm chưa? À các bạn ơi, nếu xem video này cảm thấy hay thì cho Thu Hoàng và các chị quê ở Đô Lương đây xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của Thu Hoàng và của các chị ở quê ở Đô Lương nha. À các bạn ơi, muốn xem video của hôm nay rất mong các bạn đăng ký và bật chuông thông báo thì mình nhận được video mọi người các bạn nhé. Đây chào tất cả này.
các bạn ơi, bây giờ Thung Hoàng sẽ đi quay với các cái điểm khác nữa nhá, để mời mọi người các bạn đón xem nhá. Các du khách hiện đang rất đông. Chị ơi, thế nào đầu năm mới bắt phải chị chúc chị sức khỏe nhá, bắt chị sức khỏe nhá. Đây, các chị quê ở đâu chị? Đô Lương. Toàn là chị em hôm nay đi cầu án, quê ở Đô Lương đi gặp thay mặt thôi, kịp quê ơi. Thôi được, Thung Hoàng chúc chị sức khỏe nhá. Vâng, thôi chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, đây là bây giờ cũng 10 giờ rồi nhưng mà các bạn có nghe nhạc ở chùa Cổ Ám không? Đấy, bây giờ là nhạc rất lớn, cho nên Thung Hoàng phải đi nhanh hơn mọi người các bạn nha. Nếu mà Thung Hoàng mà đi chậm mà quay cả cái điểm từ từ thì chắc chắn là nhạc sẽ vào ở trong cái máy quay của Thung Hoàng, nên Thung Hoàng không dám đi chậm các bạn nha. Đấy, bây giờ Thung Hoàng sẽ đi ra các cái điểm ở ngoài cổng chùa, hơn nữa là quay cái cảnh ở chùa Cổ Am sáng mùng 4 năm 2024, tức là sáng mùng 4 tháng 2 đấy các bạn ạ. Này, bây giờ Thung Hoàng phải đi nhanh hơn mọi người các bạn này. Bây giờ tức là người dân đi cầu an đầu năm, du khách đi cầu an rất đông, cầu an sức khỏe cho bản thân và gia đình các bạn này. Thung Hoàng sẽ gặp một du khách hỏi chuyện rồi là bắt tay chúc các chị em sang năm mới mạnh khỏe nhá. Các cháu ơi, cho bà Thung Hoàng. Đây, hôm nay là cái ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024. Thung Hoàng thay mặt của nhóm YouTube, vì hôm nay là Thung Hoàng đi cùng một mình, còn buổi chiều thì mình đông, nhưng mà thiếu một đoàn video thì hôm nay thì gặp các chị ở đây để lấy những cái hình ảnh làm kỷ niệm ở chùa Quán, ở trên kênh bà Thung Hoàng. Thế là các cháu thì xuất hiện trên kênh hơn, ở về mở TV là thấy chị em để làm cái kỷ niệm này. Đây, thầy cho bác Thung Hoàng hỏi chứ, đây các cháu đây là quê ở đâu cả? Quê à, Cờ Lo thì các cái hình ảnh của người dân đi cầu an sức khỏe từ bữa Tết thì rất nhiều. Cái dân ở chúng mình đấy, và chúng ở Cờ Lo đúng là cái trầm hầu cái chuyện về cái chuyện đầu năm tâm linh ở chùa, mà cái chùa Cổ Ám này bác Thung Hoàng cũng quê ở đây. Nhà bác Thung Hoàng cách đây được khoảng 600-700 mét thôi, nhưng mà ở các cái diễn viên của kênh của bác mài 90 cây số nhưng mà cũng thành một đội ngũ để quay phim ở đây. Thôi thêm một lần này, thế là cái video của các cháu là để làm kỷ niệm ở trong cái kênh của bác, hơn là để xuất hiện ở trên TV để làm cái kỷ niệm nha. Nhưng mà các cháu là mẹ mở YouTube viết cái chữ Thung Hoàng lên đầu, các cháu đừng có tới nha. Còn lần thứ hai thấy cái hình ảnh của bác Thung Hoàng này, rồi là hình ảnh của các cháu ở đâu thì các cháu tới đến, nếu mà cảm thấy hay thì chị em với các cháu là bài lên ở trên Facebook của mình nhá, để mà làm cái kỷ niệm nhá. Rồi chúc tất cả các cháu nhá. Các bạn ơi, các bạn có nghe tiếng nhạc ở trong chùa Cổ Ám không? Bây giờ là tiếng nhạc người với cầu an cũng rất đông, nhưng mà tiếng nhạc rất lớn đó các bạn ạ. Bây giờ Thung Hoàng phải đi nhanh hơn để nói to hơn, và hồi nữa Thung Hoàng sẽ khép nhạc để mà hát tiếng nhạc ở chùa nha, không thì vi phạm bản quyền mọi người các bạn nha. Đây các bạn có thấy không? Tức là hiện nay là cũng hơn 10 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 4 này, quên, ngày mùng 2 tháng 2 các bạn nha, năm 2024 đấy. Bây giờ Thung Hoàng đi nhanh hơn,
đi nhanh các bạn nghe nhạc các bạn nghe nhạc nhà chùa phát rõ không? Nhưng bây giờ Thu Hoàng nghe rất rõ, cho nên là mong mọi người và các bạn thông cảm Thu Hoàng nha. Vì sáng hôm nay thì có một mình Thu Hoàng, còn chắc chắn buổi chiều thì Phó Kinh Đảng Luận sẽ có mặt để cùng Thu Hoàng đi quay video mời mọi người các bạn đón xem nha. Này thì bây giờ Thu Hoàng phải ra ở kia em à, bây giờ Thu Hoàng phải ra ở cái vườn hoa hướng dương ở chùa Phám này, mà lúc sáng giờ thì cũng tầm cái dung lượng video cũng đã sắp đủ rồi, cho nên là Thu Hoàng bây giờ phải làm thế này các bạn ạ. Một lần nữa Thu Hoàng chúc tất cả mọi người tức là năm mới cầu an sức khỏe, hơn nữa là để Thu Hoàng về để cắt ghép video của buổi sáng hôm nay, còn buổi chiều chắc chắn là có cánh đàn lớn này, rồi là các cái diễn viên chắc chắn là diễn viên Bích Thời và một số diễn viên nữa sẽ xuất hiện để thì quay video cho mọi người và các bạn đón xem nha. Đây các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng lại tiếp tục ra ở cái quán giải khát của Bích Xuyên đây này. Đấy, chị rất hiền hậu và rất nhanh nhàng phục vụ khách hàng, mình nói rất chú đáo mà rất vui tính cho các bạn này. Này sao anh bắt tay em cái vừa giờ không có trái vừa giờ chị cũng nói quá thôi. Đấy, cái hình ảnh của em có đẹp không? Đẹp mà em dài em có thấy không? Đấy, đấy, đừng có cười nói mà có đẹp không? Đẹp. À, đẹp. Đấy, đây là hình ảnh của Bích Xuyên, rất nhiều video đã lưu vào cánh Thu Hoàng, nhưng mà hôm nay là cái sáng mùng 4 tháng 2 năm 2024 Thu Hoàng thì quay của một mình, là vì các phó kênh phạt phó kênh này rồi các diễn viên khác cũng bận, nhưng mà Thu Hoàng làm phim xong rồi đứng hở thì thời gian cho nên lên quay các cái cảnh đấy để buổi chiều chắc vẫn nối tiếp nha. Mời mọi người và các bạn đón xem các cái video của cái ngày các cái đoạn video của buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 mọi người tháng 2 năm 2024 mọi người các bạn nha. Rồi bây giờ Thu Hoàng phải về nha. Thu Hoàng mong mọi người và các bạn xem video vui vẻ, rồi là nếu xem video này cảm thấy hay thì cho Thu Hoàng và anh em Thu Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hay nhất của các bạn và ở chùa của em mọi người và các bạn nha. Và các bạn ơi, thế là bây giờ hơn 2 giờ chiều ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 đây. Như Thu Hoàng khi này, lúc sáng ra về và nói là chiều hôm nay đây này. Bây giờ là diễn viên Bích Thời đây các bạn này. Rồi là Phó Kinh Đảng Luận này. Này, rồi là diễn viên Hoàng Thơ. Đấy, cho nên hôm nay là diễn viên Bích Thời với Phó Kinh Đảng Luận với diễn viên Hoàng Thơ sẽ đi quay. Để quay video tiếp để cho mọi người và các bạn đón xem nha. Và các bạn ơi, như Thu Hoàng đã nói á, là cuối video Thu Hoàng phải giới thiệu với mọi người và các bạn một đoạn video để các bạn biết được cái phần này là Thu Hoàng sẽ đưa phần cuối để mời mọi người và các bạn đón xem của cái phần cuối của cái video chiều của em hôm nay nha. Rồi là Thu Hoàng sẽ trao đổi sau nha. Đấy, các bạn ơi, bây giờ cũng hơn 2 giờ chiều mà bây giờ các cháu đi tham quan chùa Quán đấy các bạn này. Đây là các cháu này. Đây. Đây. À. Đây các bạn ơi. Đây là bây giờ cầu án này. Nhưng mà đi qua đấy các bạn. Bây giờ Thu Hoàng thì anh em nhóm YouTube để vào quay những cái cảnh ở trong chùa của buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022 nha. Không có, xin lỗi, 2024 nha. Đây các bạn nè. Cháu ơi, cháu quê ở đâu? Cháu quê ở đâu? Hả? Nghĩ Xuân nha. À, Diễn Xuân nè. Đây thì cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 10 à? Rất tốt quá rồi. Các cháu đi đến chùa đất lâu chưa? Đi đến chùa lâu. Đây các bạn ơi, đây cái cảnh ở chùa. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Thu Hoàng nha, các bác là kênh hội cựu chiến binh, cho bác hỏi đi,
nông năm mới, tức là chậu quê ở đâu cháu? Quê ở Huế. Quê ở Huế à? Ở thấy thấy cháu ở Huế chứ thì khoan à. Thấy cháu ở Huế ra đây để cầu an hay là về ở quê quê nội là bên ngoài đây? Không, làm ở đâu? Làm ở trung chùa. Thế tuyệt vời các bạn ơi. Thế là có một cháu tức là ở trẻ mà ở rất trẻ mà ở trung ở Huế mà bây giờ ra làm tức là giúp công việc cho nhà chùa ta rồi. Đây là thì tốt nha, thôi thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng rồi là sáng năm mới rồi là chúc cháu này rồi là đại gia đình của cháu bác cháu tức là luôn luôn gặp nhiều may mắn nha trong cuộc sống thành công nha. Vâng coi bác chào nha. Đây, các bạn ơi thì các bạn xem gì các bạn ơi, là cái cảnh của buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 đấy các bạn này. Đấy, tức là bây giờ thời tiết khí hậu như thế này đẹp tuyệt vời không này. Bây giờ Thông Hoàng sẽ đi quay những cái cảnh đẹp của buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây các bạn ơi, đây là cái cảnh chùa. Đây, thay mặt nhóm YouTube của bác Thông Hoàng này, chúc chị em này rồi là sáng năm mới này, sáng tháng mới này, rồi là rồi là cầu an sức khỏe nha này. Chị ơi, thì cho Trung Hoàng hỏi tí, tức là chị là quê ở đâu? Ở Quỳnh Lưu, ở Quỳnh gì ạ? Quỳnh Xuân vừa rồi lên trên nhóm chứ tôi biết của mình nhiều rồi. Tại nha, cảm ơn chị nha, chào chị nha. Bây giờ Trung Hoàng sẽ hỏi một cái bàn trẻ hơn mà lại đẹp hơn là chúng ta chị em này. Này cho bà Trung Hoàng gặp cháu thăm này, hôm nay là chiều mùng 4 tháng 2 năm 2024. Bác Trung Hoàng và anh em nhóm YouTube đứng xử một đoàn video nhóm mà là chị Duyên ngồi để gặp tất cả các chị em đây để mình lưu cái hình ảnh lâu dài ở trong cái kênh YouTube của bác Trung Hoàng á. Thì hôm nay cháu đi cầu án thì gặp bác Trung Hoàng là một hai nữa, cái cầu án là chùa cầu án thì cái suy nghĩ vì cái cảm nghĩ của cháu như thế nào, cháu thấy là gì? Là Nguyễn Thị Lan. Nguyễn Thị Lan thì cháu Lan nghĩ như thế nào khi gặp bà Trung Hoàng hơn được đi câu án là chùa của ông, thì cháu nghĩ như thế nào cháu Lan? Sức khỏe hả? Chúc một năm thì khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc cả. Đúng rồi, ai cái câu ăn cũng như vậy đấy các chị hề. Thôi một lần nữa nha, thế là hình ảnh của chị em ta để là bây giờ để làm kỷ niệm lưu ở trên TV này, rồi ở trên kênh YouTube của các bác Công an hồi cựu chiến binh nha. Rồi một lần nữa chào tất cả chị em ta câu ăn sức khỏe nha. Đây các bạn ơi, thấy đây thế là cái lúc nào giờ bác cháu tan đi truyền này, rồi là thấy là cái hình ảnh của tất cả chị em cũng là được cả ba bốn tuổi thế này. Đây bây giờ ta xuống dưới nha, đẹp đấy. Đừng nghe này, bây giờ ta chụp một cái ảnh để mà đại diện cái video của mình thế này là truyền nha. Đây ở đây này các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng sẽ mời các chị em vào để chụp ảnh để làm hình ảnh đại diện video mọi người và các bạn nha.
bạn ơi, bây giờ nhà chưa tỏ lắm các bạn ơi, nghe là cung hoa phải đi nhanh hơn nha, đi hơn nhanh hơn và nói khó hơn, chứ không thì nhà ở chùa của em là vào ở trong cái máy của cung hoa là sẽ bị lôi trung lập các bạn này. Vì YouTube á, vì Google bây giờ là thực sự là cái lỗi trung lập cũng rất nguy hiểm, cho nên Thông Hoàng phải nói khó hơn đây. Cái cảnh ở chùa của em á, cả cái tháp đấy các bạn này, mà dân đi cầu án sức khỏe của cái ngày này cũng rất đông của cái ngày. Hai cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube bác Thông Hoàng chúc các cháu đi cầu án cái ngày mùng 2 này, cái ngày mùng 4 tháng 2 này năm 2024 là cầu án sức khỏe. Thế cháu, các cháu là quê ở đâu? Ở quê đấy cũng ở Vinh, tức là ở tỉnh Nghệ An rồi, nhưng mà ở Vinh từ một cái tên dư lên các đoàn ở Vinh, ở trên hình ảnh trên TV này, ở trên kênh của các bạn khối cựu chiến binh Nhật của Thông Hoàng rất nhiều nha. Là một lần nữa tức là thay mặt nhóm YouTube của kênh hội cựu chiến binh Thông Hoàng chúc tất cả các cháu đi cầu an sức khỏe, rồi là lần đầu năm sáng xuân, chúc tất cả các cháu, rồi là thay mặt nhóm YouTube đầu năm cho các bác gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ rồi đại gia đình các cháu luôn luôn cầu an sức khỏe nha. Nha, rồi chào tất cả các cháu nha. Rồi bây giờ Thông Hoàng sẽ đi quay tiếp các cái phần ở trên cái ngọn núi đá này các bạn này. Đây bây giờ các bạn thấy, các bạn có nghe tiếng nhạc ở chùa nổi lên không? Cho nên bây giờ thực sự làm YouTube này mà các cái nhạc trung lập thì chắc chắn là mọi người nếu mà làm YouTube quen rồi thì chắc chắn sẽ biết hẳn mà để trung lập rồi rất ngại đấy các bạn. Đấy bây giờ tiếng chùa, tiếng nhạc chùa rất rõ đấy các bạn. Đấy cho nên là bây giờ Thông Hoàng phải đi xa hơn, mà phải leo, phải treo lên các cái bậc ngay để quay cho nó đẩy nhạc thôi chị nha. Và mới nữa bây giờ Thông Hoàng phải đi nhanh hơn các bạn nha. Đấy, các bạn này, đấy đừng ở trên này mà quay các cái cảnh ở bên dưới chùa thì quá tuyệt vời, thấy không? Các bạn thấy tuyệt vời không? Đây này, còn ở trên này thì các cái sườn ở vách núi á, thì thực sự là toàn là cái tường Phật đẹp tuyệt vời không? Mà cái chùa này rất tâm linh các bạn ơi. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì rất mong các bạn đến cầu an ở chùa của an. Rồi này rồi, bây giờ cũng an thịt rồi, thầy xuống nha, thầy xuống để quay các cái điểm khác nha. Vì thực sự đứng thiếu một đoạn video cho nên hôm nay là cũng an phải đi quay tiếp để mời mọi người các bạn xem. Bây giờ các bạn là cũng an sẽ chụp mấy bố ảnh đại diện video của tất cả các bạn đi cầu an đấy nha. Các bạn ơi, đây là nhóm YouTube của Thông Hoàng. Bây giờ như cái sáng Thông Hoàng đã nói á, hiện nay là có cái đăng lượng này, rồi diễn viên Hoàng Thơ này, rồi diễn viên Bích Thời đã có mặt quay video cũng buổi chiều hôm nay để mời mọi người các bạn vào xem nhá. Nhưng mà giờ ở trong này là nhạc nổi lên rất nhiều, cho nên Thông Hoàng phải đi nhanh hơn nữa là phải nói khó hơn các bạn ạ, chứ không là cái nội dung nhạc mà vi phạm bản quyền thì Thông Hoàng rất ngại cực kỳ. Đến khi các bạn mở YouTube lên viết cái chữ Thông Hoàng, mà nếu mà giả như kênh Thông Hoàng vi phạm mà bị nhận cộng đồng hoặc bị vi phạm nhạc bản quyền thì cũng rất ngại. Nếu mà vi phạm nặng á thì bị gây nguyên tắc cộng đồng. Nếu mà bị gây nguyên tắc cộng đồng thì các bạn viết YouTube không thấy chữ Thông Hoàng xuất hiện, kênh không có nữa, thì chắc chắn là các bạn không biết như thế nào, thì Thông Hoàng rất buồn các bạn ạ. Anh em Thông Hoàng rất buồn là vì quá một thời gian rất lâu để lập một cái kênh
để mà đưa video lên mời mọi người các bạn đón xem. Mà khi đó không còn nữa thì đúng là nếu mà lập kênh mới thì không biết lúc nào tôi được như hôm nay. Mà có thể là nếu mà vi phạm lắm thì chắc chắn là kênh không tồn tại nữa thì đúng là cũng chịu bỏ tay các bạn. Ôi lần nữa bác thành lần nữa Thu Hoàng chúc mọi người nha, tức là sang năm mới và sang tháng mới chuyên môn là cầu an sức khỏe các bạn nha. Bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay các điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Đây các bạn ơi, thế này thì cầu án là bây giờ Thu Hoàng lại gặp hai bé nhỏ này. À có nó chà có này ai cho cháu cháu đưa hai bé đi đứng với nhau mà đứng với nhau rồi hồi chà ngó này. Thế này các bạn ơi, Thu Hoàng cứ thích trẻ em hơi là các cháu đi vì mà cầu án là hai cháu mà hai cái bộ quần áo quá tuyệt vời thôi. Cháu đi nữa mà này à, thôi để thấy mẹ này nha này à, còn có thấy cháu ông Thu Hoàng mà này nha à, giỏi thôi này giỏi nè này. Cho ông hỏi là cái cháu quê ở đâu? Cháu Yên Thanh mới lại về đấy. À lại về đấy là à, đấy là ở đâu? Cháu Phú Lâm. À tức là cháu ở Phú Lâm không? Dạ. Thôi cái này một lần nữa thay mặt cho chúng tôi biết kênh của anh em cựu chiến binh nha Thu Hoàng nha. Thì chúc mẹ con này rồi là cầu ăn sức khỏe này hay. Này nhưng mà cháu muốn về nhận được cái video này thì cháu về ở nhà của màng hay. À này cháu Việt cái chữ Thu Hoàng nha. Rồi là ở bên giờ cái điện video cháu đăng ký kênh bấm cái chữ đăng ký á là anh hiền lên một cái chú mũ trắng cháu nhấp vào cái chú mũ trắng là anh hiền lên cái chữ tất cả cháu bấm vào cái chữ tất cả là xong. Nếu mà xong rồi là cắt tắt lên phím là tải lên cái là cháu nhận thông báo hình ảnh của mẹ con mới xem nha. Đây này thôi nha, cái này như bạc ở cháu đã rồi chứ này cái có đăng ký kênh thì mình nhận được cái thông báo của YouTube để mà xem video của mình nha. À, thôi các bạn ơi bây giờ thực sự á là không được có cái nàn cho rất nhiều đấy, rất nhiều để mà về làm phim này thôi. Các bạn ơi bây giờ anh em Thu Hoàng sẽ ra ở phía sau nha, ở xa phía sau các cái điểm mà các bạn có lẽ chắc chắn là cũng có những bạn là có thể là cũng chưa đến, cho nên mời mọi người và các bạn là xem tiếp các cái cảnh này. Hầu như là người dân ở Nghệ An thì hầu như là đã đến tham quan cầu An nhiều rồi, nhưng mà dân ở các nơi xa hơn nữa là chưa biết cái cảnh ở chùa Cổ Am tức là cầu An tâm linh thế này nè. Thì rất mong các bạn đến cầu An sức khỏe cùng với Thu Hoàng nha. À, một lần nữa thay mặt nhóm cho tôi biết chúc tất cả các bạn sáng năm mới này rồi sáng tháng mới này rồi mạnh khỏe. Rồi Thu Hoàng bây giờ cùng với anh em nhóm YouTube sẽ đi các cái điểm khác mọi người các bạn nha. Và các bạn ơi, các bạn có nghe nhạc ở chùa của Am bây giờ nổi rất to. À, bây giờ anh em Thu Hoàng này, các bạn thấy không này, đi giữa là có cái nhạc luận này, rồi là ở phía bên phải của Thu Hoàng là diễn viên Hoàng Sơn này, có phía tây của phía bên trái của Thu Hoàng là diễn viên Bích Khởi này các bạn này,
bây giờ Thu Hoàng phải đi nhanh hơn nha, đi nhanh hơn vì Thu Hoàng cầm máy quay mà anh nha. Bây giờ Thu Hoàng đi nhanh hơn, mình nói khó hơn để mời mọi người và các bạn đón xem hơn. Người là đi nhanh thì thực sự là cái hình ảnh nó không đẹp lắm, nhưng mà vì là nhạc nổi cho nên là bắt buộc Thu Hoàng phải đi nhanh hơn các bạn nha. Đây này, bây giờ anh em Thu Hoàng ra ở cái điểm, các cái điểm đẹp ở phía đông nha, ở phía đông chùa Quán để quay các cái cảnh của buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 để mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Bây giờ chiều hôm nay nói à bài ơi, tức là anh cũng nói cái sáng lên chiều hôm nay là thấy một bó cánh này với em, với hai diễn viên đi quay cái vườn hoa đi à bài này ở đó còn đó. Tuy nhiên này thì cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng là các cháu vào đã vào gì khác ở quán Bích Duyên này, vì Nguyễn Bảy đấy các bạn ở đây, cái quán tuyệt vời không, rồng dài này, rồng dài thoải mái. Các cháu ơi, cho bác Công An hỏi thì các cháu là quê đâu? Tại Dình Xuân à, nghe nói tức là các bác phải gặp các cháu này quê ở Dình Xuân để lưu lại những cái hình ảnh để mà làm kỷ niệm ở trên TV này, hơn ở trên kênh của bác Công An này. Cháu học có mấy cháu? Hai lớp người. Thế các cháu đây là học cùng một lớp với là à ok, thôi thay mặt nhóm cho tôi bị bác Công An chúc các cháu nha. Ờ đây đây, thấy là cái hình ảnh tuyệt vời của các cháu là đã xuất hiện ở trên kênh YouTube của bác Công An để làm kỷ niệm đấy nha. À thấy cháu tên là gì? À đây các bạn ơi, cháu ơi, chắc chắn Công An chưa hỏi kỳ, nhưng mà Công An sẽ đoán được cháu rất ngoan mà học giỏi này. À cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi rồi. Thôi nha, một lần nữa thay mặt nhóm YouTube kênh Hội Cựu Chiến binh của bác Công An chúc các cháu là mạnh khỏe, rồi phấn đấu trong sự nghiệp học tập cho tốt nha. Đây các cháu này, đây là hai bạn nam này. Đây, hai bạn nam. Thôi nha, bác Công An chúc cháu sang năm mới nha, rồi tháng đầu tháng nha. Hôm nay cũng mới có mùng 4 tháng 2 thôi. Bác chúc các cháu mạnh khỏe nha. Rồi cậu An nha. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của bác chúc tất cả các cháu cố gắng phấn đấu học tập trong sự nghiệp của mình cho tốt các cháu nha. À thôi Thu Hoàng bây giờ phải đi để quay những các cái điểm khác để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây các bạn ơi, tức là cái đường lên là tường ba mặt đây này, các bạn thấy không, cái đường ba mặt này là muốn lên cái điểm cao là phải qua cái con đường ở vườn hoa rất đẹp ở chùa Quán đây này. Các cháu thay mặt nhóm cho tôi bác các cháu sang năm mới cậu bác sức khỏe nhá. Đây chỉ có bác hỏi thì các cháu quê đâu? Ở đây à thôi rồi bác chào nhá. Các bạn ơi, cái vườn hoa hướng dương ở chùa Quán có thể với mọi người các bạn. Bây giờ Thu Hoàng sẽ đi giới thiệu cho mọi người và các bạn từng chi tiết nhỏ ở cái vườn hoa. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube có Hội Cựu Chiến binh của bác Thu Hoàng, tức là gặp hai cháu đấy. Hai cháu quê ở đâu? Ở Nghệ An, nhưng mà ở huyện ở xã nào cháu? Xã Hồng Thanh. Xã Hồng Thanh đó. Hồng
À, Hùng Thành, tức là ở Thành đấy. Ở đây, thế là các cháu là đã xuất hiện ở trên kênh YouTube của bác Công An để làm kỷ niệm này. Tức là các cháu mà về mà đăng ký cái kênh là mở trên TV thấy hình ảnh của hai cháu đi cầu án ở chùa Cổ Am, tức là buổi chiều ngày 4 tháng 2 năm 2024 nha. Đây là hình ảnh của các cháu trẻ mà không già. Thay mặt nhóm bác chúc hai cháu sang năm mới cầu án sức khỏe nha. Vâng, cho bác chào các cháu nha. Các bạn ơi, đây là bây giờ Thu Hoàng sẽ giới thiệu những cái cảnh tiếp của buổi chiều ngày 4 tháng 2 nha. Cháu ơi, này, bây giờ thay mặt nhóm YouTube này, đây là bác chúc, đây là con hoàng chứ. Thế cho bác Thu Hoàng hỏi thì cháu quê ở đâu? Quê Nha Trang. Quê Nha Trang, thế là về quê ngoài hay là quê nội hay là quê nội thì ở đâu cháu? Đô Lương. Thế là Đô Lương là lên cái hình ảnh ở TV này, ở trên kênh của các bác Trung Hoàng hội cựu chiến binh rất nhiều. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng nha, chúc tôi là mẹ con nha. Cháu được mấy tuổi rồi? Cháu được 8 tuổi. Ồ, 8 tuổi, thế cháu học lớp 1, tôi lên lớp 2 hả? Học lớp 2. Lớp 2 rồi. Thôi thay mặt nhóm YouTube của ông chúc cháu nha, nói là cố gắng học thật tốt, thật giỏi để cho bố mẹ này, để ông ba này cái móng đời cháu nha. Đây. Vâng, thôi thì bác chào nha. Rồi bây giờ Thu Hoàng sẽ tiếp tục tiến lên để quay các cái cảnh ở những điểm cao vừa đấy này. Cao vừa thôi chứ không phải là lên ở trên cao đâu. Ở trên cao thì chắc chắn là mọi người và các bạn cũng đã đi tham quan nhiều rồi, nhưng mà hôm nay á là thực sự là cái ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, tức là cái ngày 4 tháng 2 đấy các bạn ạ. Đây, Công Hoàng ở phía bên ngoài này thì không có nhà nên là đi quay các cái cảnh thì cũng đi từ từ hơn, là vì không có nhà cho nên là Công Hoàng không hài, cho nên các cái cảnh này ở trên chùa ở trên này các bạn chắc chắn là các bạn đi cầu an đây thì các bạn cũng đã nhìn ra các cái cảnh này rồi nha. Bây giờ Công Hoàng giới thiệu tiếp để mời mọi người các bạn nha. Ôi cha mẹ con đi theo đồng về đấy. Đây tức là cái này à, tức là mẹ con đây là lúc cái khi này là Công Hoàng cũng đã quay video rồi. Đấy, ở trên kia có cô cáo không cháu? Đeo cô cáo không? Nhà thì bây giờ Công Hoàng đây tức là giới thiệu với các bạn này, đây là đồng chí Nguyệt này, quê ở xã Minh Châu ở thôn Trung Phương với Công Hoàng này, thế nào không lấy hương ra mà bán cho khách à? Lúc thì từ lên tiếng đoàn mà dư mì ra thì các bạn tức là ở trên cả cái điểm cao thì các bạn rất đẹp. Còn Công Hoàng thì quay cái điểm về phía bắc, cái cảnh này thì chắc chắn là mọi người cũng được biết tôi này. Đây tức là ở phía bên này này toàn là đào này. Bây giờ hoa đào nở rất đẹp cái mùa này đây này, các bạn thấy không? Đây hoa đào này, các bạn thấy hoa đào thì phải không? Đây là phía bắc của chùa Cổ Am này. Đây bây giờ Thu Hoàng và anh em Thu Hoàng sẽ quay những cái cảnh tiếp để mời mọi người và các bạn xem cái phong cảnh của cái chiều ngày 4 tháng 2 năm 2024. Các bạn thấy không? Tức là mỗi ngày Thu Hoàng sẽ lên một video, nhưng mà một video là cái khí hậu này, rồi là cái thời tiết ở chùa Cổ Am ở quê Thu Hoàng. Mỗi ngày này nó khác hết rồi đấy các bạn. Đây nha các bạn thấy không? Đây, bây giờ là tiến lên là có cánh đằng luôn này, rồi là diễn viên Bích Khởi và diễn viên Hoàng Thơ đấy các bạn này.
Đây rồi bạn ơi, đây này, anh em Thu Hoa bây giờ là đã về, đã ở trên quay các cái điểm mới ở trên chùa để mời mọi người và các bạn xem tiếp này nha. Này, đi thì đi nhanh nhanh, đi từ từ để mình lắm á, để cái thời gì, để khi những cái chỗ mà cảnh mà đẹp thì mình đi từ từ, chứ mình ở chỗ này cũng giới thiệu với mọi người các bạn là xem lời đi rồi, nhưng mà vì quá chùa, vì từ ở chùa mà lên các cái điểm cao á thì phải đi qua đấy các bạn này, cho nên là rất mong các bạn thông cảm, không phải nói là lúc nào Thu Hoa cũng bị quay cái đoạn này, vì ở chùa lên ở trên các cái điểm cao á là phải qua cái con đường cái hóa hướng dương này nhá. À, cho nên là nếu mà không quay thì các bạn bảo là tự nhiên thì tọt lên trên kia như kiểu là tốn một khống. Cho nên là tôi bắt buộc Thu Hoa phải quay một đoạn, tất nhiên là nó cũng không dài đâu, nhưng mà có cái là để cho mọi người và các bạn biết là nhóm YouTube của Thu Hoa đi quay là có đâu có đuôi các bạn nha. À, chào các cháu nha. À, đây các cháu đi cầu áo đi các bạn nha. À, chào các cháu nha. À, nha rồi. À, các bạn ơi, thế là bây giờ cũng là 4 giờ kém rồi. Bây giờ tôi ra Trung Hoàng để gặp hai chị ấy này. Hai chị quê ở đâu? Quỳnh Liêu, Quỳnh gì ạ? Cầu Giác ạ. À, Cầu Giác ạ. Thế là ở Cầu Giác cũng lên ở trên sóng TV ở trên kênh của bác Trung Hoàng hồi cựu chiến binh rất nhiều. À, thế bây giờ thế này là, bây giờ cũng là 4 giờ, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024. Thế là hình ảnh của hai chị này, rồi là chiến binh cái thời này, rồi Thung Hoàng này đã lên cái sóng TV này, ở lên là trên cái kênh của bác Thung Hoàng này nhá. Tôi thay mặt nhóm Tubi này, tức là cũng là tháng năm mới này, là cũng đầu tháng 2 này, mùng 4 nha, cũng đầu tháng 2. Chúc chị em cầu an sức khỏe ở chùa của an nhá. Vâng, ơn nha. Cái ngày xưa là Thung Hoàng đứng nhỏ là cái chùa của an này á, là cả Thung Hoàng đi học là cứ leo trèo ở chỗ này, nhưng mà qua một cái thời gian rất lâu, bây giờ chùa thì tôn tạo lên những cái cảnh rất đẹp này, mà rất tâm linh. Cái chùa này là ngày xưa Thung Hoàng lớn lên để nghe rất tâm linh rồi đó chị em này. Nếu như mà chị em mà bớt chút thời gian đến đây cầu an sức khỏe thì quá tuyệt vời rồi anh nha. Nha. À, các bạn thấy chị em này rồi nhóm YouTube của Thung Hoàng này đang đi quay cái cảnh ở về phía đông, cái con đường về phía đông ở chùa Quán này nha, để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Thôi các chị ơi, thôi tất cả dũng đường video cũng đã dài rồi, thì một lần nữa thay mặt cộng YouTube chúc tất cả mọi người và những hai chị đấy là tháng năm cầu an sức khỏe nha. Thôi nha, xin chào các chị nha. Thôi bây giờ Thung Hoàng sẽ đi quay các cái điểm khác, bây giờ cũng là 5 giờ kém rồi các bạn này. Bây giờ Thung Hoàng phải đi nhanh mà đi nói tiếng to hơn. Chào các cháu nha. Nha. Bây giờ Thung Hoàng phải đi các cái điểm mới, mà bây giờ nhạc ở trong chùa nó lớn lắm, cho nên Thung Hoàng không dám quay chậm nữa các bạn ạ. Nếu mà quay chậm á mà không nói mà nói nhỏ thì chắc chắn là nhạc sẽ vào ở trong cái máy quay của Thung Hoàng nha. Đây. Cho nên là làm YouTube ngại nhất là cái vi phạm bản quyền. Đấy, bây giờ Thung Hoàng đến ở chỗ này là ngồi nghỉ một tí để chờ anh em của Thung Hoàng đến là để ban một số kế hoạch của cái quái các cái điểm mới mọi người các bạn nha.
Này các bạn ơi, này này, bây giờ càng về chiều thì du khách thì câu án nè, lại cứ rải ra từng đoàn để câu án sức khỏe các bạn này. Này bây giờ các bạn có thấy không? Cái cảnh không khí của cái ngày mùng 4 à. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng, tức là gặp để hai mẹ con xong này. À, tại đầu năm mới, hơn nữa là cũng đầu tháng, chúc thay mặt nhóm YouTube của bác chúc hai mẹ con sang năm mới cầu an sức khỏe nha. Dạ, dạ. Thế cháu quê đâu? Cháu lấy cháu có thể lâu rồi. À, thế là thôi được, bác chào nha. Đây các bạn ơi, đây nha, bây giờ cái cảnh như thế này này. À đây, à chị ơi, tức là thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh của bác Trung Hoàng, tức là hôm nay là cái buổi chiều ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024, các bạn cũng chịu một đoàn video, thế là gặp, đây là cháu à, tức là con của chị đây, à đó thế à, à thôi này. Tức là thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng hội cựu chiến binh, thế là hai mẹ con này rồi là cháu ở đâu kia cũng đã có mặt ở lên TV, hơn nữa lên ở kênh của bác Trung Hoàng để làm cái kỷ niệm nhá. Thế là chị, các chị mà có điện thoại thì đăng ký kênh để mình nhận thông báo của cái video để làm cái kỷ niệm nhá. À, chào đây là chị ơi, cho hỏi thấy đâu năm mới này, vừa là đầu năm mới nha, là cũng là ngày mới. Thì thay mặt nhóm YouTube cho là chúc cô lè đấy là Phật tử hay cái Phật tử quê đâu ạ? À dân thò hay dân thò thì cũng được cái dân lời luôn, dân lời tới ta hai ba dân viên đó là cũng quê dân lời đấy. À, hôm nay là nhóm YouTube của bác Trung Hoàng hội cựu chiến binh á là đứng thiệu một đoàn video, thế là cái hình ảnh của Phật tử lên lưu ở trong cái cánh ở chùa Quảng rồi này nha. Lần nữa thay mặt nhóm YouTube chúc Phật tử cầu an sức khỏe nha. Này bây giờ Trung Hoàng sẽ đi các cái điểm khác, mời mọi người các bạn sắp tiếp nha. Này tức là các bạn ơi, bây giờ anh em Trung Hoàng này rồi phó cánh đàn lượng này là đi quay các cái điểm mới, nhất là cái cầu an sức khỏe du khách, cầu an sức khỏe ở đầu năm này. À anh cháu ơi, đầu năm mới thay mặt nhóm YouTube bác chúc cháu tháng năm mới mạnh khỏe nha. À thế hai chị em hay là hai mẹ con nhá? À bạn à, thế các cháu là quê đâu? Ở Quỳnh Chí cháu. À Quỳnh Mỹ, thế là ở cái Quỳnh Liễu, mà Quỳnh Mỹ hình như cũng có rất nhiều. Tức là lên cái sóng TV này, lên cái kênh hồi cựu chiến binh của các bạn này làm kỷ niệm đó nha. À, thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube hồi cựu chiến binh của bác Trung Hoàng, chúc cháu sang năm mới, hai cháu sang năm mới mạnh khỏe nha. Vâng. Đây, bác thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc tất cả các cháu, các cháu là học lớp 7 rồi. À, lớp 10 rồi à. Thế là các cháu lại lên cái sóng TV này, lên cái kênh của các bác hội cựu chiến binh nha. Rồi, à, tôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của bác, tức là chúc các cháu sang năm mới cầu an sức khỏe để phấn đấu trong sự nghiệp học tập của các cháu nha. À, rồi, bác chào nha. Các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng đã hứa với mọi người và các bạn á,
là một cái tin, tức là mời mọi người và các bạn là đoán xem nha. Cái tin này á, là Phương Hoàng cũng đã nói mọi người các bạn là ở phần cuối của video thì Phương Hoàng sẽ tâm sự, sẽ khỏe với mọi người các bạn nha. Nhưng mà cái này thì đúng là khi làm YouTube thì anh đã cần đến cái hình ảnh sắc nét để mời mọi người các bạn đón xem nha. Webcam Phương Hoàng cũng đã quay cho mọi người các bạn rồi, nhưng mà làm YouTube muốn sắc nét á là chắc chắn là các bạn sẽ biết là cái phải cần đến là các cái máy điện thoại quay tốt, quay chuẩn thì cái hình ảnh mới sống đồng rồi mới nét được, để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Thì một cái tin thế này là bây giờ Phương Hoàng á là ngày hôm qua, tức là buổi chiều ngày mùng 3 thì Phương Hoàng đi quay ở gì có cánh đằng nguồn một cái chương trình, là rất mong mọi người và các bạn là thông cảm cho nhóm YouTube Phương Hoàng. Nhưng mà hiện nay là được có cánh đằng nguồn này rất các diễn viên cũng nhất trí, cho nên là Phương Hoàng hôm qua đã đi mua cái chiếc điện thoại mới đây, mới tinh luôn các bạn này. Đấy, cái chiếc điện thoại mới này á là Phương Hoàng hôm qua là Phương Hoàng cũng đã cái quay vào ở cửa hàng Hoàng Nam ở dưới đường một á, ở dưới đường một ở Ngọc Ngã Ba Chín Châu, mà cạnh cái cửa hàng của Hồng Xóa là cái hiệu rất uy tín, rất chuẩn, mà Phương Hoàng đi mua đấy các bạn này, đi mua cái chiếc điện thoại này là Galaxy A25 là 5G đấy các bạn này. Cái này thì quay rất nét, chứ là mấy hôm nói chúng ta từ trước đến nay là cũng quay cả cái điện thoại là bình thường, cho nên cái hình ảnh không được nét lắm. Mà bây giờ Phương Hoàng lấy cái chiếc điện thoại này ra để mọi người các bạn đón xem nha. Đây, cái chiếc điện thoại này các bạn này. Đây, đây, Phương Hoàng mở hộp mới tính ra để mời mọi người các bạn xem. Bây giờ mà các cái chương trình của anh em Phương Hoàng thì chắc chắn là hình ảnh sẽ nét hơn, nét và đẹp hơn, để mời mọi người và các bạn xem các cái chương trình video của Phương Hoàng nha. Còn hình á thì ở trong này là có một cái bộ nạp này rất đầy đủ này. Đây, đây, tức là đây các bạn này, đây tức là cái điện thoại Galaxy này là A25 này, Galaxy A25 5G đấy các bạn nha. Đây, chiếc điện thoại đấy các bạn này, ở trong hộp mới tính luôn. Mà bây giờ anh em Phương Hoàng đi quay cái video ở chùa Quán, mà bây giờ đứng nghỉ lao thì Phương Hoàng đã hứa với các bạn là đã có cái kế hoạch để mua cái điện thoại mới, cái hình ảnh mới để quay các cái video sắc nét này. Đây, các bạn, đây là phía sau này, nó thành ra là 3 cái gram chính này, rồi là có cái hình, có cái camera phụ nữa các bạn này. Đây, cái hình rất đẹp. Đây, cho nên là từ giờ trở đi á là anh em Phương Hoàng sẽ quay những cái video chắc chắn sẽ đẹp hơn. Còn cái mà Phương Hoàng đang quay đây là cũng quay được cái hình ảnh được, nhưng mà cái này là A52, nhưng mà cái này cái mà Phương Hoàng đang quay cho mọi người và các bạn xem đây là cũng cái A của 52, nhưng mà cái này thì cũng quay, cái mà đang quay đây thì cũng được, nhưng mà không thể nét bằng cái này. Mà cái này á thì thực sự là đến khi mà anh em YouTube là có tiền rồi thì chắc chắn Phương Hoàng sẽ tìm một cái dung lượng lớn hơn, ở khoảng 500GB thì quay xong là Phương Hoàng cắt ghép video để mời mọi người và các bạn xem trực tiếp luôn. Nhưng mà vì bây giờ cái này thì dung lượng của cái bộ nhớ hơn là cắt ghép cũng được, cắt ghép cỡ tầm cỡ khoảng 7 phút, chứ còn mà cắt ghép dài là cũng được các bạn ạ. Nếu mà cắt ghép các cái video dài trên dưới một tiếng như ở chùa Quán đấy á, thì phải cần cái dung lượng của bộ nhớ của điện thoại thì lớn, cỡ khoảng 500GB trở lên thì mới cắt ghép được nha. Còn cái dưới 500GB thì cắt ghép các cái video dài không cắt được, cho nên là bây giờ Thông Hoàng trước mắt là chưa có tiền thì Thông Hoàng đã sẵn cái kia, anh em Thông Hoàng đã sẵn cái này. Còn cái giá cả của cái điện thoại này thì tiếp nữa Thông Hoàng sẽ mời mọi người và các bạn ở xem nha. Vì hôm qua là Thông Hoàng cũng đi quay ở dưới cái hiệu điện thoại á, cái này là chính riêng cái tiền của nó
là 6.390.000 đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, này bây giờ Tuấn Hoàng là có mặt ở cửa hàng Hoàng Nam này, đấy là cửa hàng đó, là cửa hàng Hoàng Nam này. Đây là số điện thoại của tất cả ở ngoài cửa, nhưng mà Tuấn Hoàng cũng giảm ra ngoài kia quay, là vì quay ngang quay ngoài kia thì nhạc nhiều quá. Bây giờ Tuấn Hoàng vào các bạn ạ, nếu như mọi người vào, các bạn mà nếu có nhu cầu mua điện thoại để mà quay phim á thì đây cái gì tức là Hoàng Nam, nhưng mà bây giờ Thúng Hoàng thì quay ngược lại thì điện thoại nó thì người trái, nhưng mà chính là cái cửa hàng này là cửa hàng Hoàng Nam này các bạn này, cửa hàng rất cổ uy tín này, mà giá cả thì phải chăng này. Để bây giờ Thúng Hoàng sẽ vào gặp chị nhân viên để mua chiếc điện thoại, mà hơn nữa là để thanh toán tiền cho chị nhân viên nhá. Cháu ơi, cho bác hỏi lại này, tức là cái điện thoại mà bác lấy đấy là cái giá là 6.390.000 hay thôi thì bây giờ thế là Tuấn Hoàng đã quay cái chị nhân viên này rồi ở trong cửa hàng Hoàng Nam này. Nếu như bạn nào làm YouTube á thì rất mong các bạn đến cửa hàng Hoàng Nam này cùng với Thu Hoàng để mua điện thoại về để mà quay phim mọi người các bạn nhá. Đấy, thôi một lần nữa Thu Hoàng cũng trao đổi với các bạn hơn nữa là ở trong nhóm YouTube của Thu Hoàng để nhận được cái cửa hàng Hoàng Nam hơn là cái giá cả điện thoại như vậy nhá. Tuấn Hoàng nhắc lại là cái máy điện thoại này là 6.390.000, nhưng mà cũng phải cho 400.000 đi, 6.390.000, nhưng mà ta cũng cho là 6.400.000 này đấy nha. Thế bây giờ Tuấn Hoàng sẽ dùng cái điện thoại này để quay các cái video tiếp theo để mời mọi người và các bạn ở xem nha. Đấy, cái tên mới của Thu Hoàng là đúng, cùng báo với mọi người các bạn là anh em của kênh YouTube Thu Hoàng. Thế bây giờ là các cái máy để mà cắt ghép thì video sắc đẹp á là đã có rồi, là máy tính ở nhà là có rồi nè. Còn bây giờ chỉ có cần cái này, tức là bây giờ anh em của Thu Hoàng á là đã có hai cái điện thoại, cái mà đừng quay cho các bạn xem Thu Hoàng và chiếc điện thoại đấy. Thu Hoàng nói lại là cái A52 nha, cũng sung A52, nhưng mà cái này là đời mới hơn các bạn này, mới tính được phục luôn. Thôi nha, bây giờ Thu Hoàng tạm dừng đây rồi để mà quay các cái cảnh đẹp ở chùa Cổ Am, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Rồi là rất mong các bạn á sắp tới đây đoạn xem những cái video của kênh anh em Tuấn Hoàng là sẽ có những cái hình ảnh sắc nhất để mời mọi người và các bạn vào xem nha.
Thế là bây giờ cũng là 5 giờ kém của cái ngày ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 đấy. Cho nên anh em Tung Hoàng chuyên môn phục vụ các cái cảnh đẹp ở chùa Cổ Am của từng ngày để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Thôi một lần nữa, thay mặt nhóm YouTube của Tung Hoàng, mong mọi người và các bạn xem video vui vẻ. Hơn nữa, các cái video ở chùa Cổ Am của anh em Tung Hoàng mà mọi người và các bạn đón xem cảm thấy hay thì cho anh em Tung Hoàng xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất ở chùa Cổ Am, hơn nữa của kênh anh em Tung Hoàng, mọi người và các bạn nhé. Đẹp quá, đầu năm tức là chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe nha, trong sự nghiệp cho trong học tập cố gắng phấn đấu thành đạt luôn nha. Rồi cảm ơn bác Thu Hoàng đấy nha. Vậy tay cho chào bác Thu Hoàng lên được đâu. Dạ đây có kênh đăng luôn này, rồi là gì các diễn viên này, Phan Đức này, Hoàng Thơ này, Hoàng Lương này, Đặng Thảo này, Hoàng Công này. Có xem cái cuộc giao lưu của bác Thu Hoàng không? Nếu xem thì vỗ tay đăng ký ngay nha, chia sẻ và tất cả mọi người và các bạn nha. Ha ha ha!